less rational man might think he'd been abducted by aliens. Chả mấy khi được nhìn Trevor mặc váy đâu nha. Ờ, nhà máy cái đã. Talley's on the line too. Hey Trev. All right. I need your whole crew over at Cape Catfish. Talley đang gọi. Ôi mà. Trevor hợp với mặc váy vãi nhở. Nhìn đằng sau trông rất hợp nhá. Cái đã ra kiểu tóc. Để, từ từ, trận ở cái video là mình sẽ đi theo cái ông leo núi này. Xem ông định đi đâu nhá. Los Santos ain't going anywhere, bud. Mình mải nhìn công kia quá, không nhìn sắp, cũng chả biết đang nói cái gì luôn. Hello, chào ông. Vất vả quá nhỉ. Liệu ông có lên đỉnh trên tận trên kia không? Hay là đi lên xong lại đi xuống ấy? Ờ, hình như đây là có cái đường mòn trên núi mà đúng không? Ờ, đúng rồi. Ngọn núi này chưa ai biết. Thử chụp ảnh cùng ông xem nào. Xong ông có cười mình không? Mặc váy này. Hello. Hello người đẹp. Ok, nó nói cái gì ấy? Em sao? Đấy, chạy đi. Hãy chạy đi. Chạy đi thằng khốn. Mày dám chửi tao à? Cầm sẵn khẩu súng cho mày sợ. Có lẽ là cầm góc nhìn thứ nhất này thì chạy nó sẽ nhanh hơn. Đổi khẩu súng khác nhẹ hơn xem nào. Úi dồi, thằng này bị gai không ạ? À, có một cái trạm điện trên này này. Đúng là khu du lịch trên này có khác. Ui, cái gì đấy? Mèo rừng. Đấy, tao vừa cứu mày ấy nhá, thằng ngu kia. Chỗ này có chỗ tập yoga này. Thôi bỏ mẹ rồi, bây giờ mới nhận ra chỗ từ trên này thì xuống kiểu gì. Khắm thật, tôi xuống cướp cái xe mà đi vậy. Ê, hello. Ờ, khoan đã, biết đâu trên kia có cái xe máy hay sao nhỉ? Cứ chạy lên đỉnh xem. Ủa, giờ suy nghĩ lại đã quá muộn. Oh shit. Ôi dồi. Đủ mà. Suy nghĩ quá muộn màng, hay là tự tử để cho về thành phố nhỉ? Tự tử đi. Đúng rồi. Đúng rồi đấy. À mà thôi, khoan đã. Hình như có nhiệm vụ của Franklin đúng không? Đúng rồi, nhiệm vụ chữ L này. Restore Assassination, đúng rồi, tập trước mình vừa mới bảo là sẽ làm cái nhiệm vụ này mà đúng không? Thế thì đổi thôi. Từ từ đã, để ông này ông đứng dậy đó thì mới đổi được. Giờ X ấn được cơ. Ôi chết, bà nó rồi còn đâu nữa. Đang lăn thì không đổi nhân vật được. Thật là nhảm nhí quá đi mà. Vậy làm nốt cái nhiệm vụ của Franklin cho nó xong đi. Rồi toàn tâm toàn ý làm mấy cái nhiệm vụ này sau. Rồi sao thì tập trước chúng ta cũng chưa có sự xuất hiện của Franklin đúng không? Nó cũng khá là buồn tẻ. Shit, sao chết loading lâu thế này trời ơi. Rồi. Tỉnh dậy ở một cái bệnh viện vùng nông thôn. Quần áo thì đã được mặc lại tử tế rồi. Agent Steve Haynes, man. Hình như Franklin cũng chung cái nhiệm vụ chữ B này đúng không? Hay là thôi cứ làm luôn đi nhỉ. Thằng này. Xe đạp này. Nó chết chưa? Ủa nó chưa? Nó chưa bị làm sao kìa. Ha ha. Mình đi xe đạp cho nó vui. Liệu có đổi mũ bảo hiểm không? Hay là vẫn đội mũ này? Lên nào. Franklin là phải thể dục thể thao thật là tốt. Này báo cảnh sát này. Ôi chết mẹ. Cảnh sát. Cảnh sát nó đi tìm mình rồi. Phải trốn rồi. Rồi. Rồi ra đằng sau. Đấy thế có phải là nhanh gọn nhẹ không? Trốn được cảnh sát quá đỉnh luôn. Nhảy như nào nhỉ? Không biết nhảy như nào luôn. Để là ấn chuông mất rồi. Ơ? Nhiệm vụ chữ B bị mất rồi. À chắc là mình báo động vào cảnh sát thế nên là bị hỏng rồi.
Rồi chạy cái đã. Không biết có lên dốc được không đây. Cố lên, cố lên, cố lên ạ. Cố lên ạ. Ông Martin lại gọi điện gì cho mình đây? Nghe thử xem nào. Chúng mày đã làm gì? Cô ta đâu rồi? Cô ấy an toàn mà. Nó đã đi tìm vợ đây mà. Cái lão này có vẻ coi trọng vợ. Mặc dù lúc hôm mà đến nhà ấy, thì có vẻ như là ông ấy đối xử với vợ như kiểu ô xin trong nhà ấy. Thế nhưng mà mất vợ thì chắc là lòng tự ái nó trỗi dậy. Vừa rồi là mình dùng thằng Franklin đến đấy thì tự nhiên nó lại ghi là interrupt. Thôi thì mình dùng ông Michael đến xem sao. Lại Ricky gọi điện. Đây có vẻ cái thằng trong công ty IT đúng không nhỉ? Hello, IT guy. What's up, bro? Look, I know you aren't still fixing computers for a living. When you gonna throw some work my way? Hey, if you're right for a project, I'll be in touch, okay? Okay, but don't forget about me. Oh. Nó bảo là nó biết được là mình không phải là làm cái nghề sửa chữa máy tính để kiếm sống. Như kiểu nó đang tống tiền mình, đe dọa mình cái gì đó ấy. Cái vụ ấy lâu rồi, cái vụ đây, cái vụ mà mình giả vờ đến quét virus cho nó. Làm xong việc thì mình tranh thủ mình cài mìn vào trong cái điện thoại của thằng CEO của cái công ty đấy, như kiểu là Facebook ở thế giới thật ngoài này này. Và nó nghe điện thoại trên sóng truyền hình trực tiếp và nổ boom, banh mặt luôn. Đẹp, vẫn bị va kìa. Mình vẫn phải đi xe cùi này nhỉ. Bao giờ mới được đi cái xe xịn lại đây không biết. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. À, không sao, xe vẫn quay tròn đúng một vòng luôn. Return letter to start the mission. Đấy, lại nhiệm vụ này là bị hủy. Là sao nhỉ? Thử đổi xong này xem nào. Xả thế. Đấy, lại có chữ B cơ. Hay là mình phải gọi điện cho mấy người kia đi cùng mình nhỉ? Tôi gọi điện cho Franklin xem nào. Hàng ngao đéo phải. Rồi, gọi cái taxi. Gọi điện cho công ty taxi. Please. Giọng điệu xin xỏ này đến từ Trevor hơi bị hiếm ấy nhờ. Phải nghiên cứu cách để làm cái nhiệm vụ này chứ nhở. Lâu không chơi quên xứ được. Ô, nhảy vào trong này được này. Chết rồi, mình ngồi vào cái xe này là taxi đó đến đâu. À này, may quá. Hệ taxi. Chữ B. À đúng rồi, phải cho đủ 3 người cùng đến một lúc. Này, đủ người đây rồi. Business, Michael, business. All right. I'm the CEO of a big international corporation. It's very time consuming. Nothing, of course, you'd understand being a gentleman of leisure. You know, Franklin, if there's one thing that you're gonna learn from being around us, please, fucking insanity. Then they can't fry you. If you want something done, go to the busy man. This rich fuck is useless. Hold on, man. Could y'all knock that shit off? Oh, look! Boys, your boys, it's the feds. Thằng Fed đến từ FIB đây. Sẽ có 3 người thế này. 3 thì làm sao? Chúng ta cần 6 người, đến công việc 6 người.
Không, anh có nói thế đâu. Dev đã nói mà, Dev không có nói gì hết. Anh đâu có nói thế. Trời ơi, thật là khốn nạn. Điều hành của quái gì đây, quản lý. Giao cho Dev, Dev lại bảo là anh có nói gì đâu. Này, tôi làm công việc bẩn thỉu mỗi ngày cơ mà. Có làm gì, có làm sao đâu, tôi giữ đất nước an toàn. Khoảnh, mọi người. Này, mày có muốn công việc này được hoàn tất không đây? Vậy hãy đi cùng chúng tao, nhanh nào. Hãy đi cứu đất nước Mỹ nào. Đây là một vụ thực sự đấy. Cho phép đang lộ rõ. Cái game này tuy là nó không chú trọng quá vào từng nhân vật chi tiết vì nó là game thế giới mở mà, nhưng mình vẫn thấy được cái sự hoang mang ở trong mặt cái thằng Fed lúc mà phi vụ 6 người mà lại chỉ có 3 người tham gia. Thì khá là thực tế. Nó phân công cho Franklin và Traver ở ngoài để làm một cái đường thoát. Vậy không sao. Giờ thì nhiệm vụ lần này là có 5 người. Có 2 thành viên bất đắc dĩ thôi, là thằng Fett và ông Dev. Vậy có lẽ là mình cùng ông Dev và thằng Fett này sẽ đột nhập vào thì phải. À đúng rồi, nhiệm vụ nó có cái khẩu súng trích điện. Nhớ ra rồi. Rồi đi thôi. Mình là người lái à? Đúng thật, lúc nào mình cũng là người lái hết. Ui, nước. Sóng mạnh quá. Cần phải đi ra cái chỗ nước nó ít đá ngầm. Ui, mình vừa nhìn rõ cái dạng san hô. Xem có xa không nữa. Không xa lắm. Ngay đây thôi. Kìa kìa, ngay trước mặt kia rồi. Myself get killed in the process, huh? That old bullshit. No one is dying on my watch. Not even the. Cái này mà chơi góc nhìn thứ nhất chóng mặt lắm đấy nhỉ. Đúng thật. Vịnh đây rồi. Bây giờ sẽ chui xuống cái cống ngầm đúng không? Bơi thôi. Riêng mình có được cái bình oxy màu xám. Có vẻ hơi đặc biệt đấy. Xuống chưa? Xuống thôi. Bơi thôi. Xong cầm đèn lại cầm pháo sáng. Sao mấy người kia bơi nhanh đấy? Họ có phải là vận động viên chuyên nghiệp không vậy? À kìa rồi. Dưới nước là hơi mù mịt một tí nhưng mà nhìn vẫn rõ. Đây rồi, giữ cái máy khỏa hàn cáp. À phải từ từ à. Phải làm từ từ cơ. Đấy, mỗi lần kêu kịch một cái là được. Vẫn chưa được à? Ui dồi, lâu thế. À phải cắt cho nó cẩn thận chứ không cần hết nguyên liệu nữa này. Game này nó lắm mini game thế. Mới phải làm cẩn thận chứ không thể nó dí chặt được. Dí chặt nó lại hết cái nguyên liệu. Gần một nửa rồi kìa. Nếu mà mình cứ giữ chặt như cái lúc đầu ấy, thì có khi bây giờ cũng hết quá một nửa rồi. Mà cũng chưa được xong nửa công trình nữa. À không, được 3/4 công trình rồi. Còn mấy cái thanh này nữa thôi. Coi thế thôi chứ cũng không lâu lắm đúng không? Kiên nhẫn là được. Rồi, cái cuối cùng đây rồi. Đột nhập dễ vậy sao? Rồi, rầm.
Nước thì nước chứ cái đấy nó cũng nặng mà. Ủa dưới này có cả đèn nữa này. Rồi bơi thôi. Đổi góc nhìn được không nhỉ? Được, chơi cái này đi. Khó nhìn quá. Đây, như này nhìn cho nó dễ. Mấy cái quạt gió này nó mà quay thì đúng là vỡ mồm. Ấn lộn nút, ấn lộn nút. Lại chui vào đây. Chắc vừa rồi không phải là mấy cái quạt gió đâu đúng không? Lằng nhằng thế nhỉ? Tại sao họ biết tất cả những cái đường này? Chắc là những cái bản vẽ cơ kiến thiết kế công trình là thường là công khai đúng không? Mấy công trình nhà nước là nó hay công khai đấy. Đúng rồi, vừa rồi là cái quạt ấy. Kiểu như là để thông nhầm gió gì. Điều phối luồng nước mà ở dưới nước là mình lại còn nghĩ là gió nữa. Lên chưa? Rồi. Oh yeah. Có cần tôi đỡ các anh Khương dậy không đây? Tự mình đi à? Mình à? À không. Cứ bước lên là mấy ông tự lên thôi. Trời ơi. Cái nhiệm vụ này làm khá là bất ngờ với cái ông Dave này. Mà ông già mà ông lại cũng tham gia một cái phi vụ này luôn. Mặc dù ông ấy béo, nhìn người ông ấy béo gấp đôi Michael luôn. Đây là súng trích điện. Giơ tay lên. Cho vào tượng. Sạc điện hắn đi. Xong. Trích điện thôi. Lằng nhằng lắm. Mỗi phát bắn là phải đợi một lúc để cho nó sạc nữa cơ. Nhanh nào mấy ông. Thằng máy đang lên, thằng máy đang lên. Đang xuống chứ. Thẻ, ok có thẻ rồi. Từ từ, một phát nữa, xong rồi. Cái gì đây? À, có cái cửa ở đây. Từ từ, đợi bọn nó mở cửa ra này. Bỏ mỡ mày đi. Thêm một chúng đạn một phát rồi đấy. Mở cửa ra. Tao sẽ không ra đâu. À vậy là cái cửa này cần phải mở. Bây giờ thằng này nó ngu khôn lắm, nó rách ra đâu. Để làm gì nó? Mở cửa này có gì ta? Đây thằng này. Mở cửa đi. Được rồi, giờ tao vào. Mày quá, cuối cùng cũng có một ông bỏ lạc ông đi qua. Để rồi. Đây là cái vũ khí bí mật đây à? Gây ảnh hưởng đến quốc gia đây à? Thằng phép nó cần lấy cái này đây. Rồi đi thôi.
scientists have done enough good work for today. Put them to sleep. Ông sẵn sàng đi ngủ chưa? The toxin is volatile. We need to get it into a refrigeration unit. Security alert. Security alert. Thôi chết rồi, hệ thống bảo vệ đã kích hoạt rồi. Thôi, dùng súng thôi. Không có cả khịa bọn này nữa. Headshot mày này. Headshot mày này. Hết chưa nhỉ? Chắc hết rồi. Chơi khẩu súng này chán quá à. Đấy, nó phải như thế này chứ. Máu này. Bên nào? Bên đây không người đúng không? Vậy còn bên này thôi. Mày chạy ra đây, mày chạy ra đây. Chúng mày chạy ra đây. Ái chà chà, ái chà chà. Ái chà chà, ái chà chà. Lắm khỉ thế. Im đi. Đau đầu quá. Màu vào mặt này tao mới đã. Mở cửa ạ. Cửa đếch mở, cửa nào đây? Đây, tao đang đợi đây. Mở cửa ạ. Quan khẩu này nữa cơ mà. Úi dồi ôi, thằng nào cũng có súng nữa kia. Từ xa này. Vậy là chúng ta nên chơi. À chết rồi, đây có súng hạng nặng cơ. Còn một thằng góc này nữa. Đi ra cửa thoát nào, đi ra cửa thoát nào. Trevor Franklin đang đợi. À lấy cái này nữa, ui dồi một cái hệ thống vũ khí to thế. Nhét vào đấy đã, đồ bảo quản đấy hả đúng không? Chứ không bây giờ chạy là va đập là cái này nó vỡ ra là nguy hiểm. Cẩn thận, cẩn thận. Rồi. Rồi. Philip đang đến. Ok, Philip Trevor đang đến rồi. Gói hàng đã sẵn sàng. Qua đây nào. Ơ thế Franklin đâu? Chắc đang ôm khẩu súng đằng sau đúng không? Đến đây, anh đến đây. Rồi, hạ cánh là vừa ấy. Hạ độ cao, hạ độ cao, hạ độ cao. Mình nhìn thấy khói rồi nhưng mà vẫn chưa định hình được cái team bên đằng đâu. À kìa, phía sau tòa nhà. Giờ thả dây xuống à? Thả dây đến gì nhỉ? Thả dây à? Hay là hạ cánh luôn? À chắc hạ cánh luôn. Rồi hạ cánh luôn đi. Nhéo phải. Ở dưới này có cái gì để nhấc cái đấy không nhỉ? Lâu không chơi quên xứ nữa rồi. Không phải à? Hay là đè xuống luôn? À đây. Tự thả dây xuống mình cứ tìm cách ấn nút. Lâu không chơi quên nhiều cái quá. Thôi đi thôi, cãi nhau gì nữa.
by me. And the dead bodies? I'm lucky I'm not one of them. Come on, let's go. À, thằng Fed này nó là người của chính phủ mà. Bây giờ nó sẽ ở lại. Nó giả vờ nó bị bắn. Như kiểu nó cũng là người tham gia bảo vệ cái này ấy. Lại còn tôi lại lĩnh 10 viên đạn về đất nước này. Thực ra chính nó mới là cái thằng ăn cắp, nhưng mà nó lại mang danh FBI đi bảo vệ. Khốn nạn thật, bây giờ tội ác là nhóm chúng ta bị lĩnh đủ rồi. Đi qua cái dặn núi này là coi như thoát đấy mà. Franklin đâu? Có phải mình đang bay vòng tròn không? Thôi định nói chuyện với ông này nữa. Định nói chuyện nữa. Tí nữa thì bay qua cái nhà tù kia là vỡ mồm ấy. Nó lại bắn lên cho. À ngay kia rồi. Đây là sân bay của Traver đây. Hạ độ cao thôi, đến rồi. Ủa được, còn phải thả đúng vào cái container nữa. Pha, chửi ít thôi. Công may cổ này nóng tính đấy. Rồi. Hạ cánh cái trực thăng đã. Sau nhiệm vụ này tự nhiên cháu vừa có thêm cái trực thăng nữa chăng? Đồ mạnh quá cũng chửi cái ông này. Franklin đến đây trước rồi. À mà giờ Franklin vừa rồi có trên máy bay đâu. Ông này đang ức chế bảo là lần sau thì mày đi mà bơi đi. Tao không muốn ướt nữa đâu. Maybe this time Steve will succumb to the strains of enhanced interrogation techniques. Interrogate him? Are you insane? I'm probably decorating him right now. Hey, Davey, your boys at the agency are onto you, remember? Huh? You and Stevie. Just try and keep your heads down. Yeah, putz. Cái tập này quá là Franklin cũng chả làm cái gì nhiều đúng không? Yes. Làm chính vẫn ông Michael. My days in the wilderness are over. Lester. Lester nhắn tin. Crazy Mexican motherfucker. Gave him the artifact. À vậy là Lester đã sắp xếp được một cái công việc dành cho cái thằng Mexico điên rồ kia. Michael có vẻ rất là ích kỷ bởi chỉ cần lo xong cái ân oán cho mình là thôi, chứ không quan tâm Traver. Cái vụ này cả Traver với Michael đều dính chung rồi mà, nhưng mà tâm lý ông này là chính Traver bắt vợ của cái ông đấy thì tự Traver mà chịu, ông không thích chịu chung. Và thì Lester đã sắp xếp cho ông ấy tránh được rồi, mình cũng không dịch được chuẩn nhưng mà cũng có lẽ là dạng dạng như vậy. Điều mà nghĩ, ông Michael đang nghĩ về một cái cuộc sống tươi vui phía trước. Đéo màng thế sự nữa, cả mẹ Traver ý ông là vậy. Giờ chắc đuổi về Traver đây. À, đang đi cùng bà này. À, chở bà này về nhà rồi. Nhưng mà bà này có vẻ như là cũng sẽ nhớ Traver ấy. Bà này khóc lóc ghê lắm. Traver cũng khóc. Ôi chết, nhìn nhầm đường rồi. Đi đúng là đường nhà quê. Bò nó đi qua ngang đường bất cứ lúc nào, không thể là biết trước được.
Rồi sắp đến cái khu biệt thự của thằng Mexico rồi. Lại phải trả vợ cho ông ấy. Những ngày vui ngắn ngủi đã qua đi. Rồi, một cái trang trại luôn. Một cái biệt thự quá là to luôn. Thậm chí làm đéo làm nhiều tầng luôn. Chỉ có một tầng thôi. Rồi, lâm ly bi đát vừa vừa thôi. Tạm biệt nhau nhanh lên. Ở lại đây đi. Tôi sẽ tự vào. Tốt hơn hết là mày nên làm điều đúng đắn. Tất nhiên rồi, bạn thân yêu. Tất nhiên rồi. Bây giờ chúng ta đều là bạn rồi. Một người bạn rất là tốt đấy. Tự nhiên bây giờ ông Mexico này lại kết bạn với hội trà vơ với Michael. Hãy chăm sóc vợ mình cho thật tử tế đấy. Ui nhớ, nhớ. Đấy chắc là lần đầu tiên mình thấy cha vợ biết yêu đúng không? Monkey Business. Monkey Business á? Là công việc của khỉ à?